Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X. Một trong những lỗi vi phạm giao thông mà thường hay gặp nhất đó chính là lỗi chuyển hướng, chuyển làn, chuyển đường mà không bật đèn xi nhan. Không biết là do vô tình hay là cố ý, nhưng đây lại là một lỗi vi phạm giao thông thường thấy nhất ở cả ô tô và xe máy, ở cả đường cao tốc cũng như đường quốc lộ. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem pháp luật đã có những quy định như thế nào đối với hành vi này nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lỗi chuyển làn mà không bật xi nhan là gì. Đèn xi nhan hay còn gọi là đèn tín hiệu để xin đường, khi mà mình đã bật đèn tín hiệu này lên tức là muốn báo hiệu cho những người cùng tham gia giao thông rằng bạn đang muốn rẽ sang trái hay là sang phải để họ có thể giảm tốc độ và nhường đường cho bạn. Một phương tiện khi tham gia giao thông thì sẽ được bố trí là 4 đèn xi nhan được lắp song song hai bên trái, phải và trước sau. Khi đã bật đèn xi nhan lên thì cả trước và sau đều có tín hiệu. Và theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ hay là các thông tư nghị định có hướng dẫn thì người tham gia giao thông phải bật đèn tín hiệu xin chuyển đường khi mà có ý định chuyển hướng, chuyển làn. Và nếu như mà không bật tức là bạn đang vi phạm pháp luật, và đã là vi phạm thì chắc chắn sẽ bị xử phạt. Cụ thể thì căn cứ theo khoản 1 điều 13 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có quy định, một trong những nguyên tắc sử dụng làn đường là khi chuyển hướng, chuyển làn đường bạn phải bật đèn tín hiệu. Chính vì vậy, không chỉ là đường cao tốc, đường quốc lộ hay là đường bình thường, dù là ô tô hay là xe máy, khi mà bạn chuyển hướng, chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước thì sẽ bị xử phạt, tùy từng trường hợp cụ thể mà sẽ có những mức xử phạt nhất định. Trước hết là đối với ô tô, đối với các trường hợp ô tô mà không có tín hiệu báo trước khi chuyển làn đường thì sẽ bị phạt tiền từ 400-600.000 đồng. Đặc biệt là căn cứ theo nghị định số 123 năm 2021, nghị định của Chính phủ, có quy định đối với các trường hợp ô tô mà đang lưu thông trên đường cao tốc không có tín hiệu mà khi chuyển làn thì sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung là sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-2 tháng. Thứ ba là phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với các trường hợp mà xe ô tô không tuân thủ đúng các quy định về chuyển làn đường và còn gây tai nạn giao thông. Ngoài ra thì sẽ bị tước giấy phép lái xe là từ 2-4 tháng. Còn đối với trường hợp các xe máy có cùng vi phạm thì lúc này mức xử phạt sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ rơi vào từ 1-200.000 đồng đối với các lỗi mà chuyển làn đường không có xi nhan. Còn nếu trong trường hợp mà có xảy ra tai nạn giao thông do lỗi này gây ra thì sẽ bị xử phạt là từ 4-5 triệu đồng. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã như một lời nhắc nhở cho các bạn rằng khi chuyển làn đường, khi tham gia giao thông thì hãy nhớ bật đèn xi nhan nhé. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.